Thưa quý khán giả, chiều ngày 19 tháng 8, tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, công ty cổ phần phân bón miền Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu phân bón chuyên dùng trên cây sầu riêng. Tham dự hội thảo có khoảng 300 nông dân trồng sầu riêng đến từ huyện Chợ Mới và Châu Phú. Ngoài ra, còn có gần 30 nông dân đến từ 3 tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và Kiên Giang cùng tham dự. Tại hội thảo, nông dân tham gia đã được công ty cổ phần phân bón miền Nam chia sẻ về quy trình kỹ thuật canh tác sầu riêng từ khâu lên liếp, chăm sóc cho đến kỹ thuật lấy trái theo hướng hữu cơ, lợi ích của việc sản xuất theo hướng hữu cơ trong thời điểm hiện nay. Cũng tại hội thảo lần này, công ty cổ phần phân bón miền Nam đã giới thiệu bộ sản phẩm phân bón chuyên dùng trên cây sầu riêng của công ty gồm NPK 2020-15-TE, NAB Eco, NPK 15-15-TE-New, SFGC, BIO Gold Gap. Bên cạnh đó, công ty cũng chia sẻ đến nông dân về chất lượng của bộ sản phẩm phân bón chuyên dùng trên cây sầu riêng, các lợi ích khi sử dụng phân bón chuyên dùng trên cây sầu riêng do công ty nghiên cứu và sản xuất. Cái sản phẩm BIO Gap này nó mang lại cho người nông dân trồng sầu riêng nói riêng cũng như là trồng cây ăn trái những cái sản phẩm sạch hơn. Cái sản phẩm này thì nó giúp cho cây nó trị được các cái bệnh chính mà hại rễ, cụ thể là cái bệnh thối rễ và cái bệnh tiến trùng. Và sau đó là nó cung cấp cho cái bộ rễ này một cái lượng các cái dinh dưỡng cũng như là hữu cơ để cây có thể phát triển tốt. Thì cái này hoàn toàn phù hợp cho các cái quy trình sản xuất hữu cơ. Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các nông dân còn được tham quan các vườn sầu riêng canh tác theo hướng hữu cơ tại xã Long Kiến, đang sử dụng sản phẩm chuyên dùng trên cây sầu riêng của công ty cổ phần phân bón miền Nam. Thông qua hội thảo lần này, công ty cổ phần phân bón miền Nam mong muốn các nông dân trồng sầu riêng hiểu rõ về lợi ích khi sản xuất theo hướng hữu cơ, cũng như lợi ích khi chọn sản phẩm phân bón chuyên dùng trên cây sầu riêng do công ty nghiên cứu và sản xuất.